À, giờ là lớp mình tuần trước chỉ có một buổi thôi học lý thuyết, cho nên là về nguyên tắc là bữa nay sẽ là buổi thứ nhì. Rồi, so với các lớp khác, lớp mình với lớp 12 Anh là ít hơn buổi do mình bắt đầu học lại từ giữa tuần, mất cái buổi đầu tiên. Công việc chiều hôm nay của lớp mình đó là sửa giải bài tập phần diện tích hình phẳng mình đã học lý thuyết ở tuần trước. Phần này tên là phần thứ năm. Lớp mình có nghĩa là lớp sửa bài tập thứ năm. Ngày thứ hai, ngày 22 tháng 2 21. Lớp 12 không chuyên một. Số 1. Giải bài có trong đề thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 97. Tính diện tích hình phẳng. Giới hạn bởi. Các đường. Y bằng x bình cộng x cộng 2 y bằng 2x cộng 4. Và bước thứ nhất, em lập phương trình hoàn đầu giao điểm của hai đường. Em cho hai cái biểu thức theo x nó bằng nhau. Chuyển hết sang vế trái được em. Em được phương trình x bình trừ x trừ 2 bằng 0. Có dạng a trừ b cộng c bằng 0, cho nên mục nghiệm bằng trừ 1.
nghiệm bằng trừ C chia A là 2. À, ví dụ đây là bài tôi tới đây thì có hai cách. Cách thứ nhất là các em phát họa cái đồ thị ra, phát họa cái phần hình phẳng ra. Rồi cách thứ nhì là chúng ta có thể làm theo cái cách là khỏi vẽ đồ thị. Ví dụ bài này tôi minh họa cách không vẽ đồ thị đi. Đây có diện tích hình phẳng bằng, các em lấy tích phân từ nhỏ tới nghiệm lớn nè, trừ 1 đến 2, trị tuyệt đối, các em lấy hiệu của hai đường, lấy đường nào trừ đường nào cũng được em. Thì vì sao như vậy? Thì chúng ta nhớ lại về mặt lý thuyết là phần hình phẳng giới hạn bởi bốn đường. Thứ nhất là y bằng rx. Thứ hai là đường cong có phương trình y bằng fx. Rồi đường thứ ba là x bằng a. Đường thứ tư là x bằng b. Thì các em để ý là phần hình phẳng giới hạn bởi bốn đường này đó, thì được tính là diện tích của nó được tính bởi, các em lấy tích phân từ A đến B, các em lấy đường cong nằm phía trên là F, trừ đường cong nằm phía dưới là R. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp tổng quát, tức là nếu mà hình chưa vẽ chẳng hạn, hoặc là mình không muốn vẽ hình, thì các em lấy tích phân từ A đến B, trị tuyệt đối F trừ R. Trị tuyệt đối của F trừ R các em. Cho nên là cái bài chúng ta đang làm là áp dụng cái công thức tổng quát ở trường hợp thứ hai về mặt lý thuyết trong cái bài giảng về lý thuyết tuần trước. Như vậy sẽ bằng tích phân từ trừ 1 đến 2 trị tuyệt đối x bình, thì là trừ x trừ 2 phải không các em? Rồi bây giờ các em vẽ trục xác dấu của cái tam thức x bình trừ x trừ 2, hoặc là vẽ bằng xác dấu cũng được. Tam thức này dễ thấy có hai nghiệm là trừ 1 với 2. Rồi dấu của tam thức các em thấy rằng là trong trái ngoài cùng, hệ số của x bình là 1 dương, trong trái là âm, ngoài cùng là dương. Như vậy các em có trục xác dấu của cái tam thức này. Như vậy điều đó nghĩa là x đi từ trừ 1 tới 2 thì các em thấy là tam thức x bình trừ x trừ 2 là dấu của nó là dấu trừ, tức là bé hơn hoặc bằng 0. Cho nên trị tuyệt đối của nó các em thấy rằng là bằng trừ nó. Cho nên ở đây sẽ bằng tích phân từ trừ 1 đến 2. Bỏ một đơn ra. Trừ x bình. Cộng x cộng 2 dx. Giờ các em lấy nguyên hàm tần số hạng ha. Một nguyên hàm của trừ x bình là trừ x mũ 3 chia 3. Một nguyên hàm của x là x bình chia 2. Một nguyên hàm của 2 là 2x. Cần đi từ trừ 1 đến 2. Thay x bởi cận trên. Trừ 8 phần 3. 4 chia 2 là 2 cộng 4. Trừ đi thay x bởi cận dưới, trừ đi trừ là cộng, thay x bởi trừ 1, trừ 1 phần 3, trừ 1 phần 2, rồi trừ đi 2 nhân với trừ 1, đó là cộng 2. Trừ 8 phần 3, trừ 1 phần 3 là trừ 9 phần 3 là trừ 3, cộng 2 là trừ 1, cộng 4 là 3, 3 cộng với 2 là 5, 5 trừ 1 phần 2, các em thấy là 9 phần 2. Đơn vị diện tích. Như vậy trên bên trên vừa rồi các em thấy là tôi sửa cái câu số 1 về diện tích hình phẳng có trong đề thi vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1997. Và bài này vừa rồi thì các em thấy rằng là thật ra hai cái đồ thị
đã cho một đường là parabol, một đường là đường thẳng. Thật ra về mặt nguyên tắc là cái hình vẽ chúng ta cũng dễ vẽ thôi. À, ví dụ ở đây tôi minh họa cái cách là chúng ta trình bày ở dưới góc độ tự luận theo cái cách là không vẽ hình. Và dĩ nhiên là tự luận như thế này. Còn khi làm bài trắc nghiệm thì các em thấy cái bước nào mà không cần thiết thì các em cứ bỏ đi thôi. À, ví dụ thứ nhì. Cũng là câu có trong đề thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 97 luôn nha. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường hoặc là các đồ thị y bằng x mũ 3. Y bằng trừ x bình phương. Lập phương trình hoàn đầu giao điểm của hai đường. Chuyển hết sang vế trái đi. Rút x bình thì số chung luôn. Sẽ thấy có hai nghiệm là trừ 1 với 0. À, bài này thì em cũng có thể làm theo cái cách của bài số 1, tức là khỏi vẽ hình. Nhà bài này tôi minh họa cái hình vẽ, thay đổi không khí một chút. Hai đường nó cách nhau tại 0, 0 với x bằng trừ 1 thì các em dễ thấy thay vô đường nào cũng thu được là y bằng trừ 1 ha. Và chúng ta phác họa hai cái đường đã cho ra.
y bằng trừ x bình phương đường thứ nhì là đường y bằng x mũ 3. Đối à. À, như vậy các em thấy là phần hình phẳng mà giới hạn bởi hai đường đã cho là phần hình phẳng tôi đang đánh dấu đây. Nó hơi bé. Rồi, với cái phần thành phẳng này thì các em thấy là coi như giới hạn bởi bốn đường. Ha? Đường nằm phía dưới là có phương trình là y bằng x mũ 3 nè. Đường nằm phía trên các em thấy là phương trình là y bằng trừ x bình phương. Ha? Góc tọa độ. Rồi đường x bằng a các em xem như đóng vai trò là x bằng trừ 1 nè. Đường x bằng b đây chính là trục tung có phương trình x bằng 0, ok. Rồi, và có hình vẽ rồi thì mình nói từ hình vẽ ta có diện tích căn tính bằng em thấy mình lấy tích phân từ A đến B có nghĩa là từ trừ 1 tới 0 ha các em. Trừ 1 đến 0. Mở ngoặc vuông ra. Bây giờ hình đã vẽ rồi thì mình khỏi lấy tuyệt đối nha. Chúng ta lấy cái đường lớn trừ đường nhỏ, lấy đường trên trừ đường dưới thôi. Đường trên có phương trình là trừ x bình. Trừ đi đường dưới. Có phương trình là x mũ 3, trừ đi x mũ 3. Có cảm giác như nó không đúng rồi kìa. Ở đây kiểm lại chút coi thì cái đường nào nằm trên đường nào. Ví dụ cái cách kiểm là mình lấy giá trị x bằng trừ 1 phần 2 đi kìa. Trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 mà nếu các em bình phương lên trừ 1 phần 2 mà bình phương lên là mới có 1 phần 4 lấy dấu trừ là trừ 1 phần 4 trừ 1 phần 4 coi như đây là trừ 1 ở đây là trừ 1 phần 2 rồi trừ 1 phần 4 đâu chỗ này phải không nghe trừ 1 phần 4 còn nếu lấy lũy thừa 3 lên đi mũ 3 lên đi trừ 1 phần 2 mà mũ 3 lên là tới trừ 1 phần 8. Hình này sai. Hình nó không đúng.
quay lại cái hình. Quá trình làm việc em cảm thấy sai sót cái gì bật mic lên nói giùm để mình làm việc hơi chán. Đây là trừ một đi, 4 cm. Trừ một. Trừ 1/2. Thì trừ 1/4, trừ 1/8. Để đường y bằng x mũ 3. Rồi, giờ vẽ đường y bằng trừ x bình phương. Thầy chủ quan. Tương đối ha. Bài này các em thấy là nếu mà mình dùng công thức trị tuyệt đối nó có vẻ nó đã sai sót hơn đối với bài này kìa. À, đối với bài này nè. Do cái đường x bằng y bằng x mũ 2 với mũ 3 nó tương đối nó gần nhau. Y bằng x mũ 3 y bằng trừ x mũ 2. Là sai. Ở cái hình vẽ vừa rồi bổ sung lại đó, sửa lại. Em thấy mình lấy cái đường phía trên là x mũ 3. Mũ 3. Mình trừ đi đường nằm dưới là trừ đi trừ x bình. Các em thấy là cộng x bình. À, mới đúng.
Và trong trường hợp hình vẽ nếu không cẩn thận, bản thân tôi vừa rồi vậy là không cẩn thận sai. Rồi, giờ các em tính tích phân thôi. Một nguyên hàm của x bình là x mũ 3 chia 3. Một nguyên hàm của x mũ 3 là x mũ 4 chia 4. Cận đi từ trừ 1 tới 0. Các em thay x bởi cận trên là 0. Trừ đi thay x bởi cận dưới. Trừ đi thay x bởi trừ 1. Trừ đi trừ 1 phần 3 là cộng 1 phần 3. Trừ đi trừ 1 rĩ thừa 4 là 1. Trừ 1 phần 4. Và các em dễ thấy là đáp số là 1 phần 12. Đơn vị diện tích. À, tóm lại là bài vừa rồi, bài số 2 vừa rồi là coi như sửa có cái câu có trong đề thi vào đọc quốc gia Hà Nội năm 97. À, như vậy cái hình vẽ em thấy giữa cái đường y bằng x bình phương với x mũ 3 nó tương đối gần nhau, nếu mà không cẩn thận nó dễ sai sót. Hình vẽ thứ nhất là tôi đã sai, tôi đã sửa lại. Tiếp theo bài số 3. Sửa bài có trong đề thi trường Đại học Thủy Lợi năm 99. Tính diện tích hình phẳng. Giới hạn bởi các đường y bằng x bình cộng với 7x chia 2 trừ 3 phần 2 y bằng trị được các bạn. Bài này để cho nó rõ, chúng ta cũng sẽ trình bày theo cái cách là chúng ta phát họa cái hình vẽ ra nha. Giờ chúng ta xem thử hai cái đường đã cho nó cắt nhau ở đâu. Phương trình hoành độ giao điểm. Của hai đồ thị. X bình cộng với 7 chia 2. Trừ 3 phần 2. Bằng trị được đó của x. Nếu x lớn bằng 0
quy đồng bảo mẫu số luôn đi nghe. Đấy, mình x lớn bằng không, các em thấy ở đây là x à. Đơn giản với 3x chia 2 thì vế trái các em thấy là được x chia 2, quy đồng bỏ mẫu số đi thì được cộng x trừ 3 bằng 0. Trường thứ 2 x âm 2x bình phương. X âm thì các em thấy là vế phải là bỏ thì tuyệt đối được là trừ x, quy đồng mẫu số là được trừ 2x, chuyển qua vế trái là cộng 2x với 3x là cộng 5x. Trừ 3 bằng 0. Phương trình thứ nhất có dạng A cộng B cộng C bằng 0, một nghiệm bằng 1, nghiệm bằng C chia A. Phương trình thứ hai thì có như nó không đẹp lắm hả? Delta phải delta bằng B bình phương trừ 4AC, 4 x 2 bằng 8, 3 là 24, cộng 24 bằng 49. X gì vậy là bằng trừ 5 cộng trừ 7 chia cho 4. Trừ 5 trừ 7 trừ 12 chia 4 bằng trừ 3. Hoặc trừ 7 trừ 5 cộng 7 là 2, 2 chia 4 là 1 phần 2. Như vậy hệ thứ nhất các em thấy nghiệm là x bằng 1. Trập thứ hai nghiệm là trừ 3. Vậy chúng ta phát họa cái hình vẽ nha. Trừ 3 với 1. Giờ lấy hai cái điểm và hai giao điểm của hai đồ thị trước, 1 1 với trừ 3 3. Thì đường y bằng trị tuyệt đối của x quen thuộc với các em này. Điều thứ nhì x bình cộng với cộng 3x chia 2 trừ 3 phần 2. Em để ý bài tập P có phương trình y bằng x bình cộng bé chia 2 trừ 3 phần 2. Thì tọa độ đỉnh bài tập trừ B chia 2A trừ 3 phần 2 chia 2 là trừ 3 chia 4.
0. Thay x bởi trừ 3 phần 4 vô. Các em được 9 phần 16 trừ đi 9 phần 8 trừ 3 phần 2 trừ 9 phần 16 mà trừ đi 9 phần 16 mà trừ đi 9 phần 8 được trừ 9 phần 16. Trừ 3 phần 2 nhân 8 nữa hả? 8, 3, 4 trừ 24 phần 16. 24 với 9 là 33. Chung là số nó hơi lẻ. Lấy điểm hoành độ là trừ 3 phần 4, tung độ là trừ 33 phần 16. Trừ 3 phần 4 gần trừ 1 nha. Trừ 2, trừ 33 phần 16 thì trừ 32 phần 16 là trừ 2 nè. Tương đối ha, tương đối. Sai sót thì các em bật mic lên nói giùm nha, đã phải tính xong rồi quay lại nó mất công. Quay lại để dễ vẽ. Đỉnh parabol nó đó và đi qua hai cái điểm này. Để ý thêm là x bằng 0 trừ 3 phần 2. Đó. À. Nhánh bên trái trục tung, các em để ý là có phương trình y bằng trừ x. Nhánh bên phải trục tung có phương trình y bằng x. Vì sao các em? Vì sao? Chúng ta để ý là cái đường y bằng trị tuyệt đối của x. Bằng x nếu x không âm. Trừ x nếu x nhỏ không. À, cho nên là đồ thị các em thấy là như hình vẽ ha. Nửa đường thẳng y bằng x ứng với x không âm, tức là bên phải trục tung. Còn bên trái trục tung thì các em thấy rằng mình lấy đường y bằng trừ x. Y bằng trừ x. À, như vậy phần hình phẳng mà giới hạn bởi hai đồ thị đã cho. Đây.
Bây giờ dựa vào hình vẽ đó thì chúng ta tính thôi em, tính diện tích. Các em thấy là do cái đồ thị của hàm số y bằng trừ x nó được chia ra làm hai trường hợp như vậy, cho nên rõ ràng các em thấy rằng là cái phần hình phẳng mà giới hạn bởi hai đồ thị đã cho, các em thấy là mình sẽ chia làm hai cái miền. Và cái miền mình chia ở đây rõ ràng các em thấy là chính là trục tung thôi. À, mình tính diện tích phần hình phẳng nằm bên trái trục tung, rồi cộng với diện tích phần hình phẳng được đánh dấu nằm bên phải trục tung. Phần bên trái trục tung thì các em thấy là được giới hạn bởi bốn đường. Đường nằm phía trên là đường y bằng trừ x, đường nằm dưới là parabol. Rồi đường x bằng a các em thấy là ứng với x bằng trừ 3. Rồi đường x bằng b rõ ràng là trục tung, tức là x bằng 0. Còn phần hình phẳng nằm bên phải trục tung các em thấy là mình có thể nói là giới hạn bởi bốn đường. Đường nằm phía trên là đường y bằng x, đường nằm phía dưới là đường parabol. X bằng a các em thấy chính là trục tung, x bằng 0. X bằng b rõ ràng các em thấy là ứng với x bằng 1. À. Và như vậy chúng ta áp dụng cái công thức diện tích hình phẳng ở trường hợp thứ hai về mặt lý thuyết, ta áp dụng vào. Rồi bước tiếp theo mình nói từ hình vẽ ta có. S bằng, tức là diện tích hình phẳng cần tính bằng. Mình viết cái công thức tính diện tích hình phẳng, phần hình phẳng nằm bên trái trục tung các em. Bên trái trục tung các em thấy là x đi từ trừ 3 đến đến 0, mở ngoặc vuông ra. Đường nằm phía trên các em thấy là trừ x, trừ đi đường nằm dưới là parabol, trừ đi mở ngoặc đơn, x bình phương cộng 3x chia 2, trừ đi 3 phần 2 để cộng với diện tích phần hình phẳng nằm bên phải trục tung. À, quan sát trên hình vẽ các em thấy ứng với x đi từ 0 đến 1, mở ngoặc vuông ra. Phương trình của đồ thị nằm phía trên là x trừ đi phương trình của đồ thị nằm dưới, ổn đơn ra x bình phương cộng 3x chia 2 trừ 3 phần 2. Để. Đây, và vấn đề còn lại các em thấy là mình xử lý khi tính các cái tích phân cho nó đúng thôi. Trừ 3 đến 0. Trừ x bình, trừ x trừ 3x chia 2 là trừ đi 5x chia 2 cộng 3 phần 2 dx cộng tích phân từ 0 đến 1 trừ x bình, x trừ đi 3x chia 2 là trừ x chia 2 cộng 3 phần 2. Mình lấy nguyên hàm từng số hạng các em. Một nguyên hàm của trừ x bình là trừ x 3 chia 3. Trừ đi một nguyên hàm của x là x bình chia 2. 5x bình chia 2 chia 2 là chia 4. Cộng 3x chia 2. Cận đi từ trừ 3 đến 0. Một nguyên hàm của x bình là x mũ 3 chia 3. Một nguyên hàm của x là x bình chia 2 là chia 4. Một nguyên hàm của 3 phần 2 là 3 phần 2x. À, để x gì đâu. Cận đi từ 0 đến 1. Thay x bởi cận trên các em thấy là 0.
trừ đi thay x bởi trừ 3, trừ đi trừ là cộng, trừ 3 mũ 3 là trừ 27, chia 3 trừ 9, trừ 3 bình phương là 9, 9 nhân 5 là 45, cộng 45 phần 4, trừ đi thay x bởi trừ 3, các em được cộng 9 phần 2. Rồi, số hạng thứ nhì, thay x bởi cận trên là 1, là trừ 1 phần 3, trừ 1 phần 4. Cộng 3 phần 2. Trừ đi thay x bởi cận dưới là 0. Chúng ta xử lý cái kết quả này ha. Nên viết lại từ từ một chút đi ha. Trừ 9 là 45 phần 4 trừ 1 phần 4 là 44 phần 4 là cộng 11 á. 9 phần 2 cộng với 3 phần 2 là 12 phần 2 là cộng 6. Chỉ có 1 phần 3 nó nằm một mình thôi. Trừ 9 cộng 11 là 2, 2 cộng với 6 là 8, 8 x 3 là 24, trừ 1 là 23. 3. Em xem thấy có sai sót gì không? Dạ em cũng ra giống. À, tụi con có bấm máy thử không? Bấm máy thử nó ra đúng đáp số 23 phần 3 không? Dạ giống này. Rồi, cảm ơn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, chúng ta làm bài cuối. Số 4. Tính diện tích hình phẳng. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y bằng 1 chia x, y bằng x, y bằng x chia 4 trên cái miền là x dương. Dạ. À,
Bài này mình làm tương đối ngắn gọn. Thứ nhất em lập cái phương trình hoàn độ giao điểm của một chia x với x. Đường thứ nhất với đường thứ ba. Một chia x với x chia 4. Đường thứ hai với đường thứ ba. Rõ. À, vì mình phát hoàn cái hình vẽ nè. Đường y bằng x. Ba mới ba bốn. Y bằng x chia 4. X bằng 0, y bằng 0, x bằng 4, y mới có bằng 1. Đường y bằng 1 chia x. X bằng 1, y bằng 1. Rồi x bằng 2, y bằng 1 bằng 2. X bằng 1 bằng 2 thì y bằng 2. Do đề bài xét thì cái miệng x lớn hơn không, cho nên chúng ta thấy rằng là các em thấy rằng là tôi chỉ cần phát họa cái phần hình phẳng nằm bên bên phải trục tung thôi. Còn ngoài ra thì các em để ý thêm cái phần hình phẳng nằm bên trái trục tung thì nó đối xứng với phần hình phẳng vừa rồi qua góc tọa độ. À, để ý thêm vậy. Muốn vẽ thêm thì sao?
Rồi, nhưng mà các em thấy rằng là do mình chỉ lấy phần hình phẳng nằm bên phải trục tung thôi, phía dương. À, cho nên là phần hình phẳng giới hạn bởi ba đùa thị đã cho trên cái miền x dương là phần hình phẳng được đánh dấu như hình vẽ. Em ha. Và bây giờ các em thấy là với cái phần hình phẳng được đánh dấu như hình vẽ đó, thì để tính diện tích, các em thấy là mình sẽ chia ra thành hai miền bởi đường thẳng x bằng 1 ha các em. Bởi đường thẳng x bằng 1. Phần hình phẳng được đánh dấu mà nằm bên trái đường thẳng x bằng 1, các em thấy là mình có thể nói là giới hạn bởi bốn đường. Đường nằm trên có phương trình y bằng x. Đường nằm phía dưới các em thấy là phương trình là y bằng 1 chia x. Y bằng x chia 4, xin lỗi. Đường x bằng a chính là trục tung, x bằng 0, x bằng b chính là x bằng 1. Rồi phần hình phẳng nằm bên phải đường x bằng 1, các em thấy mình có thể nói giới hạn bởi bốn đường. Đường nằm phía trên là hyperbol có phương trình y bằng 1 chia x. Đường nằm dưới là đường thẳng có phương trình y bằng x chia 4. X bằng a chính là đường x bằng 1, còn x bằng b chính là cái hoành độ giao điểm giữa hyperbol với đường y bằng x chia 4. Lúc nãy là cộng trừ 2 nè các em, nhưng mà ở đây dương là phần 2. À, phần 2. À, như vậy mình tính thôi. Em nói từ hình vẽ ta có. Diện tích phần hình phẳng càng tính bằng phần bên trái, phần hình phẳng nằm bên trái được x bằng 1. Diện tích các em thấy là mình lấy tích phân từ 0 đến 1. Mở đơn nè. Các em lấy đường nằm phía trên là x trừ đi đường nằm phía dưới là x chia 4. Để. Cộng với diện tích phần hình phẳng nằm bên phải đường x bằng 1. Các em thấy là ứng với x từ 1 tới 2 ha. Tích phân từ 1 đến 2. Bạn đây. Đường nằm phía trên là đường hyperbol có phương trình y bằng 1 chia x. Trừ đi đường nằm dưới có phương trình y bằng x chia 4. Đó ok. Rồi. X trừ x chia 4 là 3 x chia 4. Một nguyên hàm của 3 x chia 4 là 3/4. Một nguyên hàm của x là x bình chia 2. Cận đi từ 0 đến 1. Một nguyên hàm của 1 chia x là log ba trị đối với x. Một nguyên hàm của x chia 4 là x bình chia 2 chia 4 là chia 8. Cận đi từ 1 đến 2. Việc thứ nhất các em thay x bởi cận trên là 1 không? Chúng ta được 3/8 phải không các em? Trừ đi thay x bởi cận dưới là 0 là 0. Cộng với thay x bởi cận trên là thay x bằng 2. Lúc này bài của 2 trừ đi 4 chia 8 là cứ để nó đi, lát nữa mình xử lý với 3/8 phía trước. Chắc không cần. Trừ đi thay x bởi 1. Trừ đi log ba của 1, trừ đi trừ là cộng 1/8. Ba phần tám cộng một phần tám là 4/8, trừ 4/8 là hết luôn. Như vậy là bằng log ba của 2. Còn log ba của 1, các em để ý là bằng 0. Ha. Bỏ đơn đơn vị diện tích. À, các em xem thì có sai sót gì không? Đúng hết không cả lớp? Ổn không? Đúng không? Em có theo dõi người ta hay là có đọc bài lên rồi đi đâu à?
giả sử là có theo dõi ha, lớn là mình tự giác trong mùa dịch thôi, chứ còn cái này thì khó. X trừ x chia 4 là 3 x chia 4. Một nguyên hàm của x là x bình chia 2 là 3 phần 8. Đường nằm trên là 1 chia x, đường nằm dưới là x chia 4. X bình chia 8. Log 2 trừ đi 4 phần 8. Trừ log 1 trừ đi trừ là cộng 1 phần 8. 3 phần 8 với 1 phần 8 là 4 phần 8. Trừ 4 phần 8 là hết. Đúng không? Số mấy nè? Số 5. Như vậy thì công việc chiều nay có 2 tiết làm bài tập thì coi như là xong rồi đó các em. Và sau buổi hôm nay thì các em xem thêm cái phần sửa bài tập ở các cái lớp khác, thì các cái bài tập tôi vừa sửa cho lớp mình thì đều là hoàn toàn mới so với các lớp khác. Cho nên là ngoài cái bài tập của lớp các em rồi thì các em xem thêm phần sửa bài tập ở các lớp khác để biết thêm nhiều cái dạng bài tập khác nhau. Công việc chiều nay xong rồi. Chào cả lớp ha. Chào các em nghỉ đi. Dạ, chào thầy. Rồi, chào các em.